mới về dắt xe rửa, trời nó mưa, xíu về rửa xe xong chắc chung mòn đây luôn quá. Ê, xe mới rửa. Mới rửa xe về giờ phải lấy rửa tay vậy đó. Chịu nổi không? Quá trời chiếc xe thấy không? Rửa xe cho đã vô trời mưa. Ủa, bơi. Làm gì trời mưa đi đâu về rửa xe vậy? Mấy trời nắng mới đi rửa xe xong về em sợ mưa xe nó còn dơ biết chưa rửa đâu. Trời đất ơi, giờ này mà không còn đứng ông rửa dầu xịt này xe nó có sạch chứ lại có nhanh đâu. Ông tắt cái gì đi. Qua đây tôi mới quen cái cửa hàng này nè. Nó bán máy uy tín chất lượng lắm, tôi dẫn ông đi mua. Tôi mới mua một cái hồi bữa. Đây, ông đi qua đây cửa hàng nãy tôi nè. Nó bán máy ngon xài ngon nữa. Tôi nhân viên tôi dẫn nhiệt tình. Ông nào mua con Mỹ thì xe bị sai. Ừ, máy ngon quá. Nay tôi thấy hàng sớm tôi rửa xe tay cực khổ, nay tôi dẫn qua mua nó con nữa nè. Đây là dòng máy xịt rửa xe gia đình hiệu Oshima MXR 190 có công suất 2500W và máy với motor cảm ứng từ chú và với giá chỉ có 2.230.000, rất là giá nhẹ nhàng cho quý bà con. Ủa cái con này giống con bữa tôi lấy vậy, con tôi xài quá ta. À đúng rồi chú Tám. Chú Tám thấy xài ok không? Ngon. Mà mày lấy luôn đi Sáu ơi, con này bữa tao xài mạnh lắm sao? Thì anh nói vậy thì tôi chốt luôn. Ừ, con này xài ngon nè. Và bây giờ con sẽ mang cái máy này ra hướng dẫn cho chú lắp ráp và test máy cho chú xem, kiểm tra cái công suất của máy. Ủa, con máy này được test trực tiếp luôn hả? Dạ vâng ạ. Vậy để tôi chạy về tôi lấy xe qua test trực tiếp được không? Được, dạ vâng. Ok chú. Vậy tôi về lấy xe. Năm nhân sao? Về còn đi nhậu nữa đó. À từ từ đây rồi. Trời, leo lâu quá vậy. Về lấy xe. Đây. Có người ta hướng dẫn nè, là mốt mà xài không có kêu ta qua nữa à. Ta qua phải nhậu á. Đây là bịch phụ kiện của máy. Có đi kèm theo một bình xịt bọt tuyết để cho mình rửa xe máy. Đây là cái đường cái ống dây xịt kèm theo một cái bầu lọc rác để lọc những cái cặn rác khi mình hút nước dơ vào trong máy nó được lọc qua. Và thêm một cái đống dây hút và cái cần nối. Đấy, đây là cái cần xịt. Quá đồng thùng đẹp mày. Ồ đây, còn đây là chiếc máy để chú sử dụng. Nặng dữ không? Nặng y chang, nặng cả con của tôi nữa. Con thứ mà. Cái này. Ừ, còn cái cần dài nó gắn đâu? À, bữa tôi mua về tôi chưa biết gắn cái cần đó đâu nữa. Con này vô đây bữa tôi biết rồi. Bữa nào mày không biết xài á, mày kêu tao qua đi mua con gà thì tao qua tao chỉ cho. Cái này có cái khớp nối nhanh. Thì chú Sáu ống cái này đẩy vô là ok rồi. Rồi còn cái này, vô đó phải không? Sau khi mình lắp phụ kiện vào rồi mình cấp nguồn cho máy là chú Sáu. Nguồn điện. Và cấp nguồn điện rồi thì trên máy nó có cái công tắc tắt mở đấy chú Sáu. Đây là công tắc tắt mở. Mình bật công tắc lên. Đấy, cái máy này tự động thì mình sẽ ấn co, đấy. Đấy, chú coi. Đấy. Cái này nó có hai chế độ, và cái đây là cái bé xịt màu vịt. Chú mà tưới rau thì chú chuyển qua cái chế độ phun sương như thế này. Đấy. Còn chú mà xịt vết bẩn dơ thì chú xịt qua cái chế độ này. Đấy. Chú dùng thử xem. À, để chú thử trên xe chú ha. Đấy. Ok, được, chốt á. Đây, tôi gửi tiền chú. Gửi tiền. Vâng, dạ, mời con mời chú Sáu vào con làm giấy bảo hành cho chú. Ok. Con để chú phiếu bảo hành. Ok. Con cảm ơn chú. Rồi. Trời mưa nên là con đã quấn mỏng to lại rất là cẩn thận cho chú rồi nha.
Ok, quá kỹ luôn. Tao chở cho mày ơi. Nó chú 6 nha. Ok. Tao chú 6 về nha. Rồi, chú về luôn nha con.